Như vậy chúng ta niệm Phật là niệm bằng cái miệng hay là niệm bằng linh hồn? Nhưng mà nói là nói vậy chứ nó phải qua năm phần. Qua năm phần, mỗi một cái phần đều qua sáu căn hết. Con mắt cũng qua năm phần, lỗ tai cũng năm phần, cái mũi cũng năm phần. Phần thứ nhất kêu là sắc quẩn, là chưa có cái biết, chỉ nhận lấy sự vật thôi. Phần thứ nhì kêu là thọ quẩn, là cái gì? Là cái biết mà chưa có sự phân biệt, biết vui biết buồn, không vui không buồn, cái đó kêu là cảm giác. Còn phần thứ ba nữa kêu là tưởng quẩn. Cái thọ quẩn này nó mượn năm dây thần kinh để phát hiện. Thần kinh của một là thị giác của con mắt, thứ hai là của lỗ tai là cái gì, thính giác, thứ ba lỗ mũi là cái gì, vị giác sao hả? À, khứu giác. Cái lưỡi là gì? Vị giác. Cái thân là gì? Xúc giác. Năm chỗ này chỉ phát hiện cảm giác thôi, còn cái óc này thì phát hiện tư tưởng thì kêu là tưởng quẩn. Còn dây thần kinh chỉ phát hiện cảm giác vui buồn, không vui không buồn. Nhưng mà nếu có mặt tôi vui rồi hỏi tại sao siêu vui quá vậy thì cái dây thần kinh không trả lời được, mà phải cái óc trả lời. Mà cái óc không phải trả lời, mà cái gì trả lời? Cái tư tưởng mượn cái óc để trả lời. Tôi có giảng rồi, cái quạt máy quay không phải là quạt máy mà là do luồng điện. Cái bóng đèn phát ra ánh sáng không phải của bóng đèn mà là của luồng điện. Luồng điện mượn cái bóng đèn làm cái cơ quan để phát hiện ra cái ánh sáng. Thì cái cảm giác cũng vậy, nó mượn cái dây thần kinh để phát hiện ra cảm giác vui buồn, không vui không buồn. Vậy cảm giác có phải là dây thần kinh không? Phải không? Phải không? Như vậy thì cái ánh sáng bóng đèn có phải là bóng đèn không? Phải không? Ai nói phải đưa tay lên nè. Trời ơi, con người rối rắm quá, tôi bị suy nghĩ mà không chịu, mà ở một ngày ở đó rồi. Cái ánh sáng làm sao là bóng đèn được? Ánh đèn là của ánh sáng hay của luồng điện? À, của luồng điện chứ. Ánh sáng là của luồng điện mà cái bóng đèn chỉ là cơ quan làm phát hiện thôi, phải vậy không? Bây giờ nói tôi nhức cái đầu quá, phải cái đầu nhức không? Mà cái gì nhức? Cái dây thần kinh nó nhức. Mà phải dây thần kinh nhức không? Chính cái cảm giác, cái tâm nó mượn dây thần kinh để nó phát ra cái nhức. Bởi vì tôi ôm cái răng hỏi chứ làm gì nó nhức răng quá. Phải có răng nhất không? Phải không? Mà chính cái gì nhất? Cái dây thần kinh của răng. Dây thần kinh của răng là cái gì? Là cái chỉ máu. Phải không? Mấy ông mấy bà kêu là cái tủy của răng, mà ngoài thường kêu là chỉ máu. Ôm cái răng tới nha y nha ri, nó không phải cái răng nhất. Mà tôi soi cái lỗ tôi lấy chỉ máu ra thì hết nhất liền. Hoặc là ăn uống đồ mát lại cho nó đừng có sưng cái chỉ máu nữa. Mà hãy chỉ máu nó sưng rồi thì cái cảm giác nó mới mượn cái sưng của chỉ máu nó phát ra cái đau đớn, cái nhức nhối. Mà nhức nhối có phải là sự khó chịu hay không? Chỗ này là cái chỗ luân hồi sanh tử của quý ông mấy bà đấy. Vậy cho hỏi giờ như một bậc thánh nhân Đức Phật có nhức răng không? Nhức không? À, cũng nhức như mình thôi. Nhưng mà mình nhức rồi mình sao? Mình nhức mình khổ. Đức Phật nhức có khổ không? À, cái gì làm cho mình khổ? Cái gì? Ai biết nè, tối hù. Tôi giảng vậy mình phải so sánh nên mình biết rồi. Cái gì làm cho mình khổ? Cái tư tưởng, đúng rồi. Chính là cái phân biệt. Cái cảm giác này của tôi. Giờ cảm giác nhức quá tôi chịu không nổi. Còn Đức Phật cảm giác thì có, nhưng mà họ đó không phải là tôi, mà nó chỉ là cảm giác thôi. Mà Ngài chính là cái biết nhất. Chút nữa tôi qua cái đó, chút nữa trả lời cái đó. Thì Đức Phật với mình tu khác nhau. Ngài tu trên vấn đề linh hồn, chứ không phải tu trên vấn đề cảm giác, không phải tu trên sắc thân. Tôi giảng cái luân hồi trước,
Rồi tôi giảng qua cái giải thoát sao? Giải thoát nó dính ngay trong linh hồn á, nhưng nó không phải là linh hồn, mà nó cũng không khác với linh hồn. Còn mình thì nhận xác thân này là mình, nhận cái cảm giác vui buồn là mình, nhận cái tư tưởng phân biệt là mình, nhận cái ý chí quyết định hành động là mình, nhận những kinh nghiệm kiến thức ký ức là mình. Thì nhận xác thân là mình, đó là bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nhận cái cảm giác là mình, đó là cõi người, trời dục giới, trời sắc giới. Nhận cái tư tưởng, ý chí, kinh nghiệm là cõi trời vô sắc. Nó đại khái như vậy. Cái này tôi phải giảng nhiều, tôi nói đại khái cho quý vị thôi. Ít nhất cũng gặp nhau và 20-30 lần nữa thì tôi mới đi sâu được, để cho quý vị có cái đại cương vậy đó. Giờ hiểu không? Đó, vậy thì khi con mắt mà thấy một sự vật đó, thí dụ như tôi nhìn cái bình thủy, thì đầu tiên cái bình thủy nó nằm ở trên trồng đen tôi, thì cái bình thủy trồng đen của tôi kêu là sắc quẩn. Thì bình thủy là vật lý, còn con cái trồng đen của tôi là sinh lý. Biết vật lý sinh lý không? Vật lý là sự vật chưa có cái biết, chưa có sự sống. Cái bình thủy này có sự sống không? Còn có cái biết không? Không. Còn cái trồng đen tôi có sự sống không? Có cái biết không? Có không? Ai nói có đưa tay lên nè. Thành ra cái bình thủy này với cái trồng đen tôi khác nhau. Cái này nó là vật lý, tức là chưa có biết, chưa có sự sống, nó không có ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng gì hết. Còn cái trồng đen của tôi chưa có cái biết nhưng mà có sự sống. Tôi mà chết xuống đây một cái rồi thì cái trồng đen này trở thành cái gì? Trở thành vật lý, phải không? Cây răng của quý vị đó là sinh lý, bởi vì nó có cái chỉ máu trong đó. Nhưng mà khi lấy hết chỉ máu thì cây răng thành cái gì? Thành cái gì? Vật lý. Giờ hiểu vật lý sinh lý không? Như con mắt tôi đây là sinh lý hay vật lý? Sinh lý. Giờ tôi móc con mắt hư móc bỏ ra ngoài thì con mắt thành cái gì? Hiểu vật lý sinh lý chưa? Phải phân biệt cho rành đó. Cái này trong duy thức rành, nó học Phật là phải rành cái chỗ đó. Thành ra vật lý là sự vật chưa có cái biết, chưa có sự sống. Sinh lý là sự vật có sự sống mà chưa có cái biết. Còn tâm lý là có sự sống, có cái biết mà chưa có phân biệt. Đó gọi là cảm giác thọ quẩn. Để ý chưa? Trong người quý vị á, chứ tôi không nói trên trời đâu. Đó là tôi nói về con mắt lỗ tai cũng vậy.